căng rồi đây. Doanh nhân tố rách bịa chuyện, tung full video cuộc gặp với Messi. Mới đây nhất thì cả Rách và doanh nhân Quốc Cường đều lên tiếng tố cáo đối phương. Trong khi Rách tiết lộ doanh nhân đã nâng mức giá kết nối để được gặp cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh từ 2 tỷ lên 5 tỷ đồng, thì phía Quốc Cường cũng không chịu lép vế khi mà yêu cầu nam ca sĩ sâu bằng chứng xin phép dùng hình ảnh của MC trong MV. Đồng thời là tố Rách bịa chuyện được ăn tối cùng cầu thủ, thậm chí là tung toàn bộ video dài 1 phút tất cả quá trình Rách gặp Messi, và nam ca sĩ thì chỉ nói được đúng 2 câu mà thôi. Vậy rốt cuộc sự việc này ai đúng ai sai và ai được hưởng lợi nhất sau vụ lùm xùm ối giời ơi này? Hãy cùng ta càng nghiên cứu, phân tích chi tiết xem sao. Diễn biến căng vụ Rách ôm Messi. Như chúng ta đã biết thì nguyên nhân của vụ đấu tố giữa Rách và doanh nhân Quốc Cường, chuyện Rách sử dụng hình ảnh Messi trong MV. Phía nam ca sĩ thì cho rằng đã xin phép bên Messi rồi với điều kiện không dùng mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia. Nam ca sĩ cũng khẳng định đã bỏ chi phí rất là lớn để gặp được Messi, không có chuyện đi ké sang Pháp để mà giao lưu hết. Tôi xin nhấn mạnh đến thời điểm này, tôi đã phải bỏ ra kinh phí rất lớn để theo đuổi và thực hiện giấc mơ. Hoàn toàn là không có chuyện đi ké. Những tin đồn liên quan đến con số 60 tỷ đồng càng không liên quan đến phát ngôn hay là từ phía tôi đưa ra. Rách đã đăng bài như vậy vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 5 tháng 9. Sau bài viết trên thì cộng đồng mạng liên tục thắc mắc ai là người đúng. Trong khi phía ông Phạm Ngọc Quốc Cường, người cùng Rách gặp Messi trong chuyến đi thăm Pháp, cho rằng ông rủ nam ca sĩ đi cùng. Vì trong ấn tượng ban đầu của tôi, Rách có đam mê, khát khao thành công, mong muốn lấy lại danh tiếng. Sau phát ngôn của Rách thì bà Thu Hà, đại diện của ông Phạm Ngọc Quốc Cường, trả lời truyền thông rằng phía Rách tự ý lên bài, khẳng định bỏ ra chi phí lớn. Thế nhưng mà không bao giờ có chuyện phải bỏ ra 60 tỷ như là một số tin đồn lan truyền trên mạng. Đồng thời yêu cầu phía Rách công khai mức chi phí thực tế. Bà Thu Hà nói rằng, chúng tôi rất muốn biết chi phí lớn ở đây là bao nhiêu, có xứng tầm với vị trí của Messi hay không. Nếu công khai, nhiều người hâm mộ Messi sẵn sàng chi nhiều hơn nếu mà có cơ hội như Rách. Bà Thu Hà cho rằng phía Rách không hề cung cấp thông tin chính xác về cái con số mà gọi là chi phí rất lớn đó. Điều này dễ gây hiểu lầm trong dư luận. Phía Rách lại tiếp tục khẳng định ekip thì không hề tung ra thông tin chi 60 tỷ để gặp được Messi, đồng thời cho rằng phía ông Quốc Cường không có quyền yêu cầu Rách gỡ hình ảnh hay là MV. Đến chiều ngày 7 tháng 9, trước sức ép từ dư luận và phía doanh nhân Quốc Cường, Rách đã phải công bố số tiền bỏ ra sang Pháp để gặp được Messi, đồng thời tiết lộ gây sốc khi cho biết phía doanh nhân đã tăng giá từ 2 tỷ lên 5 tỷ để Rách gặp được Messi. Ban đầu thì ông Cường báo giá là 80.000 euro, sau đó thì ông ta tăng lên hơn 200.000 euro, tức là hơn 5 tỷ đồng. Tôi đã mượn tạm ông Cường một khoản tiền, sau đó thanh toán đủ khi về Việt Nam. Ngoài ra toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở của tôi và ekip trong suốt hành trình là do tôi tự chi. Rách đã lên tiếng. Rách cho biết chuyến đi của anh sang Pháp do ông Quốc Cường tư vấn và giám sát. Nam ca sĩ thì ý thức phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin. Trước ngày tổ chức buổi giới thiệu thức phim, ông Cường còn đăng story, up hình thư mời cùng lời chúc đã giúp em hoàn thành giấc mơ lớn, thành công em nhé. Ngay từ đầu thì ông Cường ủng hộ và thúc đẩy tôi thực hiện ước mơ này. Đó cũng là lý do mà Rách sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để thực hiện được ước mơ. Rách chia sẻ như vậy trong bài đăng mới nhất. Doanh nhân Quốc Cường đăng full video 1 phút cuộc trò chuyện của Rách với Messi, tố nam ca sĩ bịa chuyện. Sau khi mà Rách đăng bài tố doanh nhân nâng mức tiền từ 2 tỷ lên 5 tỷ để được kết nối gặp mặt với Messi, ngay lập tức phía doanh nhân Quốc Cường cũng có đáp trả lại rằng nếu mà Rách đưa được bằng chứng được sự đồng ý của Messi mà không thông qua ông Quốc Cường thì có thể công khai với người hâm mộ để tránh hiểu lầm. Ông Cường khẳng định trong cuộc gặp, cả Rách và ekip không ai nói chuyện với Messi hết. Cầu thủ này cũng không biết đến Rách. Ông Cường muốn nam ca sĩ chứng minh việc liên hệ với Messi và được ngôi sao này cho phép. Về việc báo giá tăng từ 2 tỷ lên 5 tỷ đồng, ông Cường cũng cho biết, tôi tóm gọn đơn giản là cái việc gặp Messi hai cuộc hẹn đầu thất bại nên đến lần thứ 3 mới hẹn lại được. Việc sắp xếp để hẹn riêng tư khác với việc hẹn gặp Messi tại sân nên chi phí thay đổi quá là bình thường. Ngoài ra doanh nhân này cũng khẳng định Rách cung cấp nhiều thông tin sai sự thật về cuộc gặp Messi trong buổi họp báo. Ông Cường cho biết là không có chuyện Rách ăn tối với Messi. Hoàn toàn không có chuyện ăn tối mà là đến đó ăn tối, chờ Messi và bạn bè ăn xong thì vào xin chụp ảnh và ký. Chiếc áo Messi ký, do em không có những chiếc áo ý nghĩa nên thậm chí là chiếc áo đó là mượn của anh để ký. Trước họp báo một ngày, anh gửi vào để em sử dụng, hoàn toàn không có chuyện Messi tặng áo. Ông Quốc Cường cho biết. Để làm rõ hơn những điều mình nói, đến sáng 3 giờ 50 phút ngày 8 tháng 9,
doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người hỗ trợ Jack trong chuyến sang Pháp, đã tung ra đoạn clip gốc về cuộc gặp của nam ca sĩ và Messi, chứng minh là chuyện nam ca sĩ không hề được cầu thủ người Argentina tặng áo như những gì đã chia sẻ trước báo giới. Trong clip thì Jack nói câu chào đơn giản bằng tiếng Tây Ban Nha với Messi: "Xin chào, tôi rất vui khi có mặt tại đây." Sau đó thì Jack ôm Messi và ra hiệu được xin chữ ký. Ủa, vậy là 3 tháng học tiếng Tây Ban Nha dữ chưa? Cái gì vậy bà nội? Doanh nhân Quốc Cường còn vui vẻ hỗ trợ Jack khi nói bằng tiếng Anh: "Cậu ấy là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh có thể cho chúng tôi xin chữ ký hay không?" Khi Messi đã gật đầu đồng ý, Jack cầm áo chuẩn bị sẵn đến để Messi đặt bút ký tặng, đồng thời giới thiệu mình là fan lớn đến từ Việt Nam. Ký xong thì Messi chuyển chiếc áo sang phía Jack để Jack nhận lại. Jack làm động tác cảm ơn Messi. Sau Jack thì đến lượt doanh nhân Quốc Cường mang áo và xin chữ ký. Ông khoe rằng: "Đây là chiếc áo đấu của anh trong trận chung kết World Cup 2022. Nhận lại áo, nam doanh nhân nói lời cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Vậy ai là người hưởng lợi nhất trong việc này? Trong câu chuyện thì Jack và ông Phạm Ngọc Quốc Cường đều đưa ra những lý lẽ riêng, nhưng mà chưa có chứng cứ thuyết phục, còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Nếu mà Jack bỏ tiền ra việc này thì cũng rất khó để anh im lặng. Ngược lại, doanh nhân Quốc Cường cũng có lý do đưa mọi chuyện ra trước công chúng khi mà thông tin mất 60 tỷ đồng để gặp được Messi lan truyền, trong khi sự thật là chắc chắn Messi không hề nhận số tiền đó. Hiện thì Jack đứng trước hai tình thế: gỡ MV hay không thì đều bị chỉ trích. Theo chuyên gia, nếu mà gỡ MV trong lúc này, tổn thất lớn dù Jack không bật chế độ kiếm tiền. Không ai khẳng định được Jack có đắt sâu hơn hay lấy lại vị thế nhờ MV. Nếu mà giữ lại, Jack phải đưa ra được bằng chứng xác thực về việc được phía Messi cho phép. Chắc chắn là không ngôi sao bóng đá nào cho phép dùng hình ảnh của mình bằng miệng. Họ có cả một ekip phía sau để mà kiểm duyệt. Theo chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định, sự việc của Jack thì đây chưa hẳn là điều không tốt với nam ca sĩ. Thương hiệu của Jack đang bị tổn hại từ ồn ào diễn ra trong những năm qua. Nhưng mà thứ giữa Jack có được sự nghiệp, công việc chính là cộng đồng fan. Nếu mà không có fandom, Jack gần như mất hết và khó lòng vực lại. Nếu mà biết cách khẳng định niềm tin với cộng đồng, Jack vẫn còn cơ hội. Theo bạn thì ai đúng ai sai trong việc này? Và liệu rằng Jack có phải xóa đi MV ấy không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và nếu muốn biết rõ ràng hơn nữa về vụ Jack 5 mil và Messi, kính mời các bạn cùng đón xem video Kiếp nạn thứ 82 của Jack Z97 đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.